Đi thôi. Đi cầu thủ thôi, đi thôi. Anh thì nhìn thấy cầu thủ rồi đấy, bố chờ chị rồi. Ok. Thôi tin dậy thôi con. Dậy bố cái vali này. Làm việc thôi, chúng ta làm việc rồi. Này. Này vali đấy. Ừ, phải đi vòng. Ngoài đấy à? Bắt tôi đi này à? Đi vòng đấy, không phải đường đấy đâu. Đi vòng đường này. Đấy, đi vòng đấy đi. Ô tô nhá. Trời ơi. Chỗ này không có quán ăn nhỉ. Hạt hời quá. Đi thẳng đi. Ừ. Bạn nó về đi oải nha. Địa hình nó bao giờ ở biển cũng thế, ra ở trên cao xuống biển, xuống thấp. Có nhà đẹp đấy. Nhà tô hình biển luôn này.
Không phải rồi đấy nhá, rẽ lối này, rẽ mẹ lên, mẹ rẽ đi. Ừ. Đúng rồi. Như này đấy. Nhà trên cao. Phong lan này. Phong lan bám cây này. Giò phong lan thì sao này. Cây đẹp nhỉ. Ở đây vẫn có nhà nhá. Nhà này cao này sợ gióng thần. Mà nước biển tận kia mà nó cao tận này. Hồi đường đi lên nhà này. Có ô tô tận đây. Nước chảy trên này xuống á. Trơn hết. Đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi con ạ. Đây, ví dụ cái nhà này nó làm nhà. Thực ra địa hình rất là xấu nhưng mà nó chỉ làm cột lên thôi. Đóng cột lên là làm sàn là thành nhà nhỉ. Mọi địa hình. Cột gỗ. Phải sắt chứ nhỉ. Dừng lại thôi. Chào bố đã nào. Chào bố về. Ờ. Chào bố về. Qua đường bên này không? Gì đấy, đi bên này. Đây. Tí nữa đẩy xe đi con này. Đây một con lối sang đường. Không cầm. Không chơi ô à? Đứng lại đã. Đứng lại cho có bấm mẹ bấm đi. Xanh đỏ. Xanh rồi. Đây, đi bên này con. Đi bên này. Đây, đi nhanh nhá.